chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi me chua ha. Cây cơ bản nó cũng đâm chồi trở lại rồi, rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Rồi mã số đầu tiên của clip là mã số 253. Đó, một cây dáng bài cò lắc rất là đẹp nha. Cây cũng khá là to, chiều cao 46, đường kính bầu là 19. Rồi mã số 253, 500.000, em bao ship toàn quốc nha. Cũ cũng dữ lắm nha cô chú anh chị. Cây này hoành cũng khá là to nè. 20 hoành. Chiều cao 45. Kính bầu 22. Rồi 254, 350.000. Mấy này nữa em cắt gọn gọn vô ha. Để gì ship nó gãy trơn nha cô chú anh chị. Này nữa em cắt gọn gọn vô ha. 17 hoành. Cao 40. Kính bầu 21. 255, 350.000. Cây đâm chồi rất là mạnh ha cô chú anh chị. 18 hoành. Chiều dài là 30. Kính bầu 20. Mã số 256, 350.000. Cái gọng lắc rất là đẹp ha. Đây. 257. Quanh cao 39, kính bầu là 19. Rồi 257, 300.000. Củ bự ha. Lột lớp này là không sao ha, cái này còn cái da ở trong ha. 19 hoành, cao 35, kính bầu 20. Rồi 258 ha, 300.000. 259. Cây này co lắc cũng dữ ha. Co lắc dữ lắm nha tôi chú anh chị. 21 hoành. Cao 35. Kính bầu 20. 259. 400.000. 260.
cây này co lắc rất là đẹp luôn. Mười sáu rưỡi hoành, chiều cao 32, đường kính bầu 20, rồi 260, 300 ngàn. Một cây quái, dáng này giống như dáng con thú vậy cô chú anh chị ha. Cây đâm chồi cũng đều hết trơn ha. 16 hoành, cao 24, đường kính bầu 21, rồi mã số là 261, 300 ngàn của chú anh chị ơi. Gọng chữ C rất là đẹp nha. Gọng chữ C thả rất là đẹp luôn. 18 của anh. Phải 18 không ta? To dữ à. 18 của chú anh chị ạ. Chiều cao 33, đường kính bầu 18. 262, 350 ngàn. Nữa mấy cái chòi này là em cắt vô sát sát vô ha, chứ để gì nó gãy trơn à. 19 hoành, chiều cao 36, đường kính bầu 20, rồi 263, 350 ngàn. 264. Này cái cũ dữ lắm à. 16 hoành, chiều cao 42, kính bầu 18. Rồi 264, 350 ngàn. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.